Rồi, em xin giao lưu anh em 2, 4, 6, 7 viên 7 viên đá nha. Viên thạch anh. Thạch anh khói nha. Đây là gỗ hóa ngọc nha anh em. Rồi, anh em nào chốt phải chốt tổng lô luôn nha. Đây, không đèn. 2 viên thạch anh, 5 viên gỗ hóa ngọc. Đấy. Anh em nào chốt viên lô này thì bót cho em ha. Em quay cụ thể từng viên. Đây viên thứ nhất này, viên thạch anh nè. Viên thạch anh khói nha. Này, viên gỗ hoa ngọc. Giao lưu anh em hết lô ha. Đây bên thạch anh khói. Đây. Tổng lô là 5, 2, 4, 6, 7 viên nha anh em. Anh em nào thích thì inbox cho em. Số điện thoại của em là 035 336 9229 nha. Hàng này giờ anh em trưng bày phong thủy thì ok ha. Đột công đèn đó. Rất đẹp nha anh em. Đây là đá tự nhiên nguyên bản nha anh em. Anh em nào chưa có thì bớt ha. Ngoài ra em còn có giao lưu một ít tinh thể nữa. Đá thạch anh tinh thể nha. Đây là fanpage cộng sinh thạch anh nè. Anh em nào quan tâm cái lô này thì inbox cho em. Số điện thoại là 035 336 9229 nha. Số điện thoại này là em có kết nối bên Zalo. Nick Zalo của em là Khang Khương nha. Mọi người nào thích viên nào thì inbox trực tiếp ha. Đây là nguyên hóc nha. Nguyên hóc thạch anh. Có hai viên thạch anh đen nè. Rất đẹp. Cao là khoảng cao 40 nha anh em. Ngang 25 viên này. Rất đẹp.